Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin dịch COVID-19 trên kênh Thời sự Nhanh. Và chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ai làm hư hỏng ai? Thưa quý vị và các bạn, không thể đếm được đã có bao nhiêu bài báo tường thuật, phân tích, đánh giá, lý giải về tất cả các vấn đề trong đại án này. Không thể đếm được trên mạng xã hội có bao nhiêu bình luận, bao nhiêu lời mắng mỏ, rủa xả, lên án các bị cáo đang đứng trước vảnh móng ngựa, đặc biệt là với các bị can là quan chức cao cấp. Và dĩ nhiên cũng có không ít những lời bình luận độc địa cho rằng vụ đại án này là do cơ chế. Chủ trương thực hiện các chuyến bay giải cứu được chính phủ đưa ra vào tháng 4 năm 2020 do tình hình dịch bệnh bùng phát trên toàn thế giới. Lúc đó các biện pháp phòng chống dịch của Việt Nam đang có hiệu quả, được quốc tế đánh giá tốt. Đây là các chuyến bay do hành khách trả tiền vé, còn các chi phí khác trong thời gian cách ly tại các cơ sở quân đội hoàn toàn do nhà nước đài thọ. Nhưng về sau bắt đầu có các chuyến bay combo, theo đó hành khách phải chi trả trọn gói toàn bộ các chi phí phát sinh. Từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2021, khoảng hơn 1.000 chuyến bay đã được cấp phép, đưa hơn 200.000 công dân về nước. Chính phủ phê duyệt 772 chuyến theo đề xuất của Bộ Ngoại giao, trong đó có 400 chuyến bay giải cứu, 372 chuyến bay combo và lợi dụng các chuyến bay này. Các bị cáo là quan chức đã ăn và chặt chém không dưới 300 tỷ. Đây là một số tiền khổng lồ và nó càng kinh khủng hơn khi trong hoàn cảnh Đảng, Nhà nước và nhân dân đang dốc toàn lực chống dịch. Đám quan chức này đã lợi dụng một chủ trương rất nhân văn là phải bằng mọi cách cứu đồng bào mình ở nước ngoài. Chúng đã lợi dụng sự thiếu kiểm soát, sự cả tin của các cấp chính quyền vào những cán bộ bấy lâu nay. Họ cứ xoen xoét rằng mọi việc làm của họ là vì dân, vì đồng bào người Việt. Vậy tại sao lại có những hậu quả vô cùng to lớn về những chuyến bay giải cứu này như vậy? Nguyên nhân đầu tiên của mọi nguyên nhân là những quan chức có trách nhiệm trong việc thực hiện các chuyến bay giải cứu là những kẻ đang nghĩ kế, kiếm tiền bằng mọi giá, mọi cách, mọi thủ đoạn. Điều đáng nói họ là những người được học hành, đào tạo bài bản, được trải qua nhiều vị trí công tác và vốn có được sự tín nhiệm nhất định ở cơ quan. Thế nhưng khi có cơ hội để kiếm tiền thì họ bất chấp tất cả, bất chấp đạo lý, bất chấp trách nhiệm, bất chấp uy tín của tập thể. Họ nghĩ mưu, nghĩ kế để kiếm tiền trên những người đang vô cùng khốn khó, thậm chí đến mức ăn tiền của tù nhân người Việt ở nước ngoài thì quả thật không còn gì để nói nữa. Gần đây một cán bộ cao cấp có tâm sự với tôi rằng điều đáng lo nhất là một bộ phận cán bộ hiện nay đang coi việc kiếm tiền là lẽ sống. Nghe ông nói thì có sự bi quan về tình hình xã hội, nhưng với những gì đang diễn ra trong đại án, những chuyến bay giải cứu, rồi vụ Việt Á và tới đây là những đại án Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, thì thấy rằng điều lo lắng của ông hoàn toàn có cơ sở. Trong một bài thuyết giảng của Pháp Sư Tịnh Không, ông có nêu một ví dụ là ông đã tổ chức một cuộc điều tra bí mật với 1.000 người gồm nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Câu hỏi của ông đưa ra rất đơn giản. Bạn đang muốn điều gì nhất? Và thật bất ngờ, có 994 người trả lời là muốn có thật nhiều tiền. Điều này nghe có vẻ phũ phàng, nhưng nếu soi vào những gì đang diễn biến ở xã hội Việt Nam thì thấy đó đang là sự thật. Khi chúng ta chuyển đổi cơ chế từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì việc kiếm tiền đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thực sự đồng tiền đang thể hiện sức mạnh gần như tuyệt đối của nó. Trong cơ chế thị trường, đồng tiền đã làm thay đổi quan niệm về đạo đức, về lối sống của gần như tất cả mọi người. Trong khi đó, các cơ chế kiểm soát quyền lực, các quy định của luật pháp còn thiếu nhất quán, có nhiều kẽ hở cho việc kiếm tiền bằng mọi giá. Rất nhiều cán bộ đang che đậy khát vọng kiếm tiền của mình bằng những lời nói hoa mỹ, giáo điều và hết sức chính trị. Họ có thể lên bục giảng giải, nói hay như hát về các chính sách, các nghị quyết của Đảng, của chính phủ. Họ có thể nói rất xúc động về đạo đức của người cán bộ, nhưng ẩn giấu đằng sau đó là những mưu hèn kế bẩn để được lên chức lên quyền. Và khi đó thì mục tiêu của họ là làm thế nào kiếm được nhiều tiền bằng chức tước. Cũng có những ý kiến lên án người đi hối lộ và cho rằng chính các đại gia này đang làm hư hỏng cán bộ. Nhưng tại sao không đặt ngược lại là chính cán bộ làm hư hỏng doanh nhân? Một bị cáo là doanh nhân khai trước tòa rằng khi thực hiện các chuyến bay phải thế chấp trước 30% tiền thuê tàu bay rồi phải nộp đủ khi được cấp phép. Mỗi lần thuê máy bay từ 6 đến 9 tỷ đồng, rơi vào thế này thì không hối lộ cũng không xong. Nhiều doanh nghiệp bị quan chức đòi phải hối lộ, cho nên phải ngậm đắng nuốt cay đưa tiền. Thiết nghĩ bên cạnh việc xét xử các bị cáo như phiên tòa đang diễn ra thì các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cần có những phân tích mổ xẻ thấu đáo về nguyên nhân gây ra vụ đại án này và từ đó có những cơ chế chính sách biện pháp hiệu quả để phòng ngừa. Vụ chuyển nhầm 3 tỷ hơn 3 tháng vẫn chưa đòi được hết tiền. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay bà BC chú Đà Nẵng, người đã chuyển khoản nhầm 3 tỷ đồng vào tài khoản của bà HH chú Đà Nẵng, cho biết vẫn chưa đòi được hết số tiền đã chuyển nhầm. Bà C đã có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét khởi tố vụ án về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.
Ngày 24 tháng 4, trong quá trình giao dịch, bà C có chuyển nhầm đến tài khoản của bà H tại ngân hàng V, chi nhánh Đà Nẵng 3 tỷ đồng. Bà C cùng phía ngân hàng có liên lạc và bà H đã biết về sự việc, nhưng không thực hiện việc hoàn lại số tiền trên. Sau đó bà C đã trình báo cơ quan chức năng. Ngày 25 tháng 4, phòng giao dịch ngân hàng đã tự động khấu trừ 1 tỷ đồng trong tài khoản của bà H với lý do thu nợ đối với khoản vay của bà này. Theo bà C, phòng giao dịch biết việc tài khoản của bà H đang giữ tiền của bà, biết rõ về những giao dịch và hạn mức tiền của bà H nhưng không có biện pháp hỗ trợ bà mà thực hiện quy trình thu hồi nợ. Tháng 6 năm 2023, sau nhiều lần yêu cầu, bà H đã hoàn trả cho bà C hơn 2 tỷ đồng, còn lại 963 triệu đồng chưa trả. Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn, đoàn luật sư Đà Nẵng cần phải xem xét giữa bà H và ngân hàng có thỏa thuận về việc ngân hàng được phép tự động trừ tiền nợ quá hạn trong tài khoản của bà H không, từ đó mới có căn cứ xác định số tiền 1 tỷ đồng bị chiếm giữ hay không. Nếu có thỏa thuận, ngân hàng được phép trừ trường hợp số tiền có trong tài khoản bà H là do chuyển nhầm, còn không có mà tự ý trừ tiền là vi phạm thỏa thuận. Theo Bộ luật dân sự, người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật phải hoàn trả cho chủ sở hữu đối với tài sản đó. Theo luật, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi khách hàng, từ chối việc điều tra phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tiền gửi của khách hàng trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng. Tại thông tư 23, chủ tài khoản có nghĩa vụ kịp thời thông báo cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản khi phát hiện có sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của mình hoặc nghi ngờ tài khoản của mình bị lợi dụng, hoàn trả hoặc phối hợp với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoàn trả các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã ghi có vào tài khoản thanh toán của mình. Theo dữ liệu từ bà C cung cấp, ngay khi xảy ra sự việc, bà đã báo cáo liên hệ ngân hàng phong tỏa 3 tỷ đồng trong tài khoản của bà H. Đồng thời, công an cũng đề nghị ngân hàng phối hợp giải quyết. Bà H cũng đã yêu cầu ngân hàng trả lại 1 tỷ đồng cho bà C. Do đó, dù giữa bà H và ngân hàng có thỏa thuận được tự động khấu trừ tiền qua tài khoản, thì khi có yêu cầu từ bà C, cơ quan điều tra và quá trình tra soát, giao dịch xác định số tiền chuyển nhầm, ngân hàng phải có trách nhiệm trả lại số tiền đó cho bà C. Theo luật sư Trần Hậu, đoàn luật sư Đà Nẵng, về nguyên tắc pháp luật, người chiếm hữu tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả toàn bộ số tài sản cho chủ sở hữu. Trong trường hợp khoản tiền bị ngân hàng trích thu là tiền bị chuyển nhầm, ngân hàng không thể sử dụng khoản tiền thuộc sở hữu của người khác và chủ tài khoản không có quyền gì đối với số tiền này để cấn trừ nợ của chủ tài khoản. Nhóm người Trung Quốc cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng, hoạt động rất tinh vi. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Quảng Nam vừa kết hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm, sử dụng công nghệ cao A05 cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã triệt phá thành công một đường dây tội phạm xuyên quốc gia do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định tổng số tiền các đối tượng đã phạm tội thông qua việc vay tiền với lãi suất cực cao thông qua các công ty trung gian lên đến 20.000 tỷ đồng. Các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc này với số tiền lên đến 8.000 tỷ đồng và tiến hành rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền lên đến 5.000 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án với các tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Tổng cộng có 45 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam, trong đó có 3 người mang quốc tịch Trung Quốc. Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện nhiều người dân trên địa bàn và các tỉnh khác đã bị dẫn dụ, cài đặt các ứng dụng vay tiền nhanh với lãi suất cực cao. Nhóm đối tượng này đã hoạt động có tổ chức với các thủ đoạn tinh vi phức tạp và có sự cấu kết, hợp tác chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2020. Đến tháng 7 năm 2023, nhóm đối tượng này đã sử dụng nhiều pháp nhân thương mại ma để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất hơn 2.300% một năm. Tổng cộng có hơn 1 triệu người trên toàn quốc đã vay tiền thông qua các ứng dụng như GridVay, ABC Tiền, CashGo, Lai Tiền, Vidong và dữ liệu của họ đã được lưu trữ tại website có địa chỉ http://www.xxx.com đặt tại server của Alibaba Cloud Singapore. Các đối tượng đã sử dụng hàng chục công ty ma và hàng nghìn tài khoản ngân hàng để chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền và chuyển tiền trái phép qua biên giới. Họ cũng đã sử dụng các hoạt động đòi nợ kiểu xã hội đen để gây mất trật tự và tạo dư luận xấu trong xã hội. Theo Thượng tá Nguyễn Huy Lục, Cục A05, các đối tượng thường tận dụng tâm lý cần tiền của người vay, đặc biệt là người lao động cần vay tiền nhỏ. Họ sử dụng các ứng dụng thuận tiện, đơn giản và không cần giấy tờ phức tạp để lừa dối người dùng. Tuy nhiên, khi điều tra cộng lại các khoản phí thì lãi suất lên đến hàng nghìn phần trăm, gấp hàng trăm lần so với quy định của pháp luật. Theo Thượng tá Lục, trong quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên đưa ra nhiều phương thức thủ đoạn để che giấu lực lượng chức năng. Một trong những phương thức đó là chia ra thành nhóm nhỏ để hoạt động. Riêng nhóm đòi nợ thường sử dụng các tài khoản Zalo ảo để nhắc nợ khi đến hạn. Thượng tá Nguyễn Huy Lục dẫn chứng, khi nhắc nợ không thành công, người vay chưa có khả năng chi trả thì các đối tượng sẽ trực tiếp sử dụng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh thành ảnh nóng,
ảnh bài vị bàn thờ để ép người vay phải trả tiền. Nhóm đối tượng đã tổ chức hoạt động tinh vi và rất khó bị phát hiện, nhưng nhờ công tác điều tra của cơ quan công an tỉnh Quảng Nam, đường dây hoạt động phi pháp của nhóm người Trung Quốc đã bị triệt phá và đưa ra ánh sáng công lý. Điều này không chỉ là một cú đánh đối với tội phạm mà còn bảo vệ quyền lợi của người tham gia vay tiền và đảm bảo an toàn cho hệ thống tài chính và kinh tế quốc gia. Đà Nẵng, nhân viên cũ 10 lần đột nhập quán nhậu khoáng sạch tài sản. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Công an quận Cẩm Lệ bắt tạm giam Võ Tấn Trường Sơn, 18 tuổi, quê Quảng Nam, về tội trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, Sơn từng làm nhân viên quán nhậu Vườn Bia 1 trên đường Lê Thánh Nghị, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Sau khi nghỉ việc, Sơn biết quán nhậu Vườn Bia 2 cùng một chủ sở hữu trên đường Nguyễn Phước Lan, quận Cẩm Lệ đang dừng hoạt động, không người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. Từ ngày 14 đến ngày 26 tháng 7, nam thanh niên này đã 10 lần đột nhập vào quán, lấy cắp 3 tivi, 3 điều hòa, 3 bộ loa, 2 âm ly, 8 quạt tường, 1 lò hút, 2 lò nướng, 6 bếp khò, 20 bàn và 90 cái ghế. Sau khi lấy sạch tài sản, Sơn bán được hơn 54 triệu đồng và dùng để tiêu xài cá nhân. Công an đã thu hồi được một số tang vật trong vụ trộm cắp.